Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá Du lịch. Trong video này, Khám phá Du lịch sẽ cùng bạn khám phá top 10 loài động vật kỳ lạ hiện còn sinh sống trên trái đất. Loài động vật kỳ lạ đầu tiên trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là con gà siêu kỳ. Gà siêu kỳ là một giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc, được biết đến với bộ lông mịn màng và mềm mại, cùng với một số đặc điểm khác biệt trong ngoại hình so với các giống gà thông thường khác. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của gà siêu kỳ là bộ lông mềm mại và mịn, giống như lông tơ hoặc lông mèo. Lông của chúng không có cấu trúc vẩy như gà thông thường, mà thay vào đó là sự mịn màng. Gà siêu kỳ có màu lông đa dạng, bao gồm trắng, đen xám, đỏ và màu đậm. Màu sắc phổ biến nhất là trắng và đen. Gà siêu kỳ có nguồn gốc từ Trung Quốc và được ghi chép lịch sử từ thời kỳ triều đại Hàn, thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên. Giống gà này được xem là một biểu tượng của sự duyên dáng và được coi là hiện thân của yêu thương trong văn hóa Trung Quốc. Gà siêu kỳ được biết đến là rất hiền lành và dễ gần, thích hợp để nuôi làm thú cưng. Chúng thường rất hiếu khách và dễ dàng được kết nối với con người. Gà siêu kỳ thường được nuôi vì bộ lông đẹp mắt và tính cách thân thiện. Mặc dù chúng không được biết đến với khả năng đặt trứng cao, nhưng vẫn được nuôi với mục đích giữ ấm trứng hoặc làm thú cưng. Do bộ lông mịn màng, gà siêu kỳ cần được bảo vệ khỏi thời tiết lạnh và ẩm ướt. Chúng cũng cần một khu vực thoáng đãng và khô ráo để tránh các vấn đề về lông như nấm và vi khuẩn. Gà siêu kỳ thường đẻ trứng ít hơn so với một số giống gà khác, với khoảng 100 đến 120 quả trứng mỗi năm. Trứng của chúng thường có kích thước nhỏ hơn so với trứng của các giống gà khác. Gà siêu kỳ không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp mềm mại của bộ lông, mà còn với tính cách thân thiện và hiền lành, là lựa chọn phổ biến trong việc nuôi làm thú cưng và cho mục đích trang trại nhỏ. Loài động vật kỳ lạ thứ hai trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là vượn cáo bay Sunda. Vượn cáo bay Sunda còn được biết đến với tên gọi khoa học là Pteropus hippomelanus, là một loài vượn cáo bay sống ở khu vực Đông Nam Á, chủ yếu là ở các quần đảo thuộc phía Tây Nam Thái Bình Dương, bao gồm Malaysia, Indonesia và Brunei. Vượn cáo bay Sunda có kích thước trung bình lớn, với sải cánh có thể đạt khoảng 1,2 đến 1,5 mét và trọng lượng từ 0,6 đến 1,1 kg. Chúng có bộ lông dày và mềm mại, thường có màu nâu hoặc xám với các điểm nhấn như vòng cổ hoặc lông mắt có thể có màu khác nhau. Loài này thường được tìm thấy sống trong rừng nhiệt đới ẩm ướt, khu vực ven biển và đôi khi cả ở các khu vực đô thị. Vượn cáo bay Sunda thích nghi với các môi trường sống khác nhau, từ rừng nhiệt đới đến các khu vực thấp hơn nơi chúng có thể tìm thấy thức ăn dễ dàng hơn. Chúng thường sống thành đàn lớn và có xu hướng di cư trong các nhóm lớn để tìm kiếm thức ăn. Sinh sản của chúng diễn ra quanh năm, nhưng thường tập trung vào mùa đông ở một số khu vực. Mỗi lứa có thể sinh ra một con cái duy nhất mỗi lần. Vượn cáo bay Sunda có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới bằng cách phân tán hạt giống cây và thúc đẩy sự phát triển của cây rừng. Chúng cũng có thể làm nhiệm vụ như cây cầu trong việc chuyển giao các loài giữa các khu vực rừng cách xa nhau. Tình trạng bảo tồn của vượn cáo bay Sunda được xem là lo ngại do mất môi trường sống. Công việc bảo tồn tập trung vào việc bảo vệ các khu vực sinh sống của chúng và giám sát tình trạng dân số để đảm bảo sự tồn tại của loài này. Vượn cáo bay Sunda đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới Đông Nam Á và là một biểu tượng của sự đa dạng sinh học trong khu vực này. Loài động vật kỳ lạ thứ ba trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến, sói lửa. Sói lửa là một biệt danh phổ biến được gọi cho loài cầy hôi ở Nam Mỹ, cụ thể là loài Chrysocyon brachyurus, cũng được biết đến với tên gọi tiếng Anh là Maned Wolf. Sói lửa có hình dáng và kích thước giống một chú chó lớn hơn bình thường, nhưng chúng không phải là thành viên thuộc họ sói. Đặc điểm nổi bật nhất là lớp lông dày bao quanh cổ, tạo thành một bức vạt như mạng. Bức vạt này làm cho chúng trông giống như có một cổ áo. Màu sắc lông thường là màu cam hoặc đỏ nâu, với các vằn đen dọc theo cánh và đuôi. Sói lửa thường được tìm thấy ở Nam Mỹ, chủ yếu là ở Brazil, Paraguay, Argentina và Bolivia. Chúng thích sống ở các môi trường đồng cỏ và rừng thưa, cũng như ở những khu rừng có cây bụi và cỏ dại. Sói lửa thường sống đơn độc hoặc cặp, thỉnh thoảng chúng có thể sống thành nhóm nhỏ. Chúng là loài ăn tạp, ăn chủ yếu là thức ăn thực vật như trái cây, rễ cây và các loại cỏ,
nhưng cũng có thể săn mồi nhỏ như động vật gặm nhấm, chim và côn trùng. Sói lửa có một chu kỳ sinh sản năm, với thời điểm cao điểm là vào mùa xuân và mùa hè. Một lứa thường có khoảng 2-6 con . Sói lửa đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống và mất môi trường tự nhiên do sự phá hủy rừng. Bằng cách tăng cường việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của chúng và các biện pháp bảo tồn khác, nhiều tổ chức hoạt động để bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Sói lửa thường tránh xa con người và rất hiếm khi xảy ra xung đột. Tuy nhiên, sự giảm số lượng môi trường sống tự nhiên và sự thay đổi cơ sở thực phẩm của chúng có thể dẫn đến sự tiếp xúc ngày càng tăng giữa sói lửa và con người, gây ra một số vấn đề đối với việc bảo tồn. Loài động vật kỳ lạ thứ tư trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là Sơn Dương Núi Pakistan. Sơn Dương Núi Pakistan được biết đến khoa học với tên gọi Pseudoes, nay có tên khoa học là Pseudoes nar, là một loài động vật có vú thuộc họ Bovidae, nhóm tương tự như dê và bò. Sơn Dương Núi Pakistan phân bố chủ yếu ở khu vực núi cao của Pakistan, đặc biệt là ở vùng dãy Himalaya và dãy núi Karakoram. Chúng sống ở độ cao từ khoảng 3.000 đến 5.500 mét trên mực nước biển, trong các môi trường đồng cỏ, thảo nguyên và rừng cây thấp. Sơn Dương Núi Pakistan có kích thước trung bình với chiều dài cơ thể từ 1,6 đến 1,9 mét và chiều cao vai từ 0,9 mét đến 1,1 mét. Chúng có bộ lông dày màu nâu hoặc xám, thường có một lớp lông dày ở cổ và vai. Loài này cũng có một mảng lông màu trắng ở cổ và mặt. Sơn Dương Núi Pakistan thường sống thành bầy, thường có khoảng 10 đến 30 cá thể trong một nhóm. Chúng là loài ăn cỏ, ăn chủ yếu các loại cỏ, lá và cây bụi. Chu kỳ sinh sản của chúng thường là vào mùa xuân và mùa hè. Con non thường sinh ra vào mùa xuân sau một thời gian mang thai khoảng 6 tháng. Sơn Dương Núi Pakistan đang đối mặt với nguy cơ giảm số lượng và mất môi trường sống do sự phá hủy môi trường và săn bắn bất hợp pháp. Hiện tại, IUCN xếp loài này là nguy cấp trong danh sách đỏ của mình, với số lượng dự kiến giảm đi đáng kể trong tương lai. Sơn Dương Núi Pakistan thường tránh xa con người và rất hiếm khi có sự tiếp xúc gần gũi. Tuy nhiên, sự phá hủy môi trường sống và săn bắn bất hợp pháp có thể dẫn đến việc giảm số lượng đáng kể của loài này. Loài động vật kỳ lạ thứ 5 trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là khỉ mũi hếch. Khỉ mũi hếch còn được gọi là khỉ nặng hông, proboscis monkey, là một loài khỉ đặc biệt với đặc điểm nổi bật là mũi hếch dài và một hậu môn đỏ rực. Khỉ mũi hếch là loài đặc hữu của Sumatra, Borneo và các đảo nhỏ xung quanh. Chúng thích sống ở các khu rừng ngập nước, khu rừng ven sông và khu rừng ngập mặn. Một đặc điểm nổi bật của khỉ mũi hếch là mũi của chúng có thể dài tới 7-10cm ở các con đực, trong khi ở cái chỉ dài khoảng 2cm. Lông của khỉ mũi hếch thường có màu đỏ nâu đến nâu vàng, với một lưng xám và vùng bụng sáng hơn. Hậu môn của chúng thường có màu đỏ rực. Khỉ mũi hếch là loài ăn cành chuyên nghiệp. Chúng ăn lá, hoa, trái cây và một số loài động vật nhỏ. Chúng thích sống ở gần nước và có thể bơi rất tốt. Loài này thường sống thành đàn, với các đàn lớn có thể lên đến 20 cá thể. Khỉ mũi hếch có hệ thống xã hội phân cấp, trong đó các con đực lớn thường là những nhà lãnh đạo. Khỉ mũi hếch đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống, mất rừng, săn bắn và bắt cóc để nuôi làm thú cưng. Các khu vực sống của chúng đang bị đe dọa bởi sự phát triển công nghiệp, sự mở rộng của đất canh tác và môi trường sống bị suy giảm. Các tổ chức bảo tồn đang thực hiện các hoạt động bảo tồn nhằm bảo vệ khỉ mũi hếch và môi trường sống của chúng. Điều này bao gồm việc thiết lập các khu vực bảo tồn, quản lý rừng thông minh và giáo dục cộng đồng về sự quan trọng của việc bảo tồn loài này. Khỉ mũi hếch là một loài động vật đặc biệt với ngoại hình và hành vi độc đáo. Tuy nhiên, chúng đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn và các nỗ lực bảo tồn đang được triển khai để bảo vệ loài này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Loài động vật kỳ lạ thứ 6 trong video này mà Khám phá Du lịch muốn nói đến là lừng chó. Lừng chó, được gọi chính xác là lừng cằn, là một loài động vật có túi thuộc họ Macropodidae, cùng với các loài kangaroo, wallaby và quokka. Lừng chó là loài động vật có túi, có kích thước vừa phải, với hình dáng tương tự như một chú chó nhỏ. Chúng có bộ lông mềm mại, thường là màu nâu hoặc xám, với phần bụng có thể có màu trắng hoặc nhạt hơn.
Lừng chó phân bố chủ yếu ở miền Đông và miền Bắc Australia, trong các khu vực cỏ ngắn và cỏ dài, đồng cỏ và rừng mở. Chúng thích ở trong môi trường có nhiều cây bụi và bụi rậm, nơi chúng có thể tìm nơi ẩn náu và chui vào để tránh kẻ săn mồi. Lừng chó là loài ăn thảo, chủ yếu ăn cỏ và các loại thực vật khác như cỏ khô, lá và rễ cây. Trong mùa khô, chúng cũng có thể ăn các loại cỏ khô và các loại thực vật chứa nước để duy trì sự sống. Lừng chó thường là loài đơn độc, sống một mình hoặc trong nhóm nhỏ. Chúng có thể di chuyển nhanh chóng bằng cách nhảy dài như kangaroo với sự giúp đỡ của đôi chân sau mạnh mẽ và đuôi dài giúp cân bằng. Thời điểm sinh sản của lừng chó phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và tình trạng môi trường sống, nhưng thường là từ tháng 7 đến tháng 12. Một lứa có thể có từ 1-3 con. Lừng chó hiện được xem là loài ít lo lắng hơn so với một số loài khác trong họ Macropodida. Tuy nhiên, sự phá hủy môi trường sống tự nhiên, sự cạnh tranh với gia súc và sự săn bắt của con người vẫn đang ảnh hưởng đến số lượng của chúng. Nhiều nỗ lực bảo tồn đang được triển khai để bảo vệ lừng chó và môi trường sống tự nhiên của chúng. Loài động vật kỳ lạ thứ 7 trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến là sói bờm. Sói bờm, hay còn gọi là sói bờm Mexico, tên khoa học Canis lupus baleyi, là một phân loài của loài sói Canis lupus, có nguồn gốc từ miền Nam Bắc Mỹ và Mỹ Trung. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về loài này. Sói bờm có kích thước trung bình so với các phân loài khác của loài sói. Chúng có thể đạt chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 1,5 mét và chiều cao vai từ 66 đến 81 cm. Trọng lượng của chúng có thể từ 18 đến 36 kg. Bộ lông của sói bờm thường màu nâu, xám hoặc vàng nâu, thường có các vằn đen trên lưng và thân sau. Sói bờm phân bố chủ yếu ở miền Tây Nam Bắc Mỹ, từ miền Nam Arizona, New Mexico, Texas và Oklahoma của Hoa Kỳ xuống tới các bang Bắc Mexico. Chúng thích sống ở các môi trường đồng cỏ, rừng cây thấp và sa mạc, thường tìm kiếm những khu rừng rậm rạp hoặc khu vực có nhiều đá và hang động để tạo ra tổ. Sói bờm thường sống thành bầy, trong đó có một cặp đôi cai trị và các con non của họ. Bầy sói này có thể bao gồm từ 2 đến 10 cá thể. Chúng là loài ăn tạp, ăn chủ yếu là các loài động vật nhỏ như gặm nhấm, thỏ, chim và côn trùng. Tuy nhiên, chúng cũng có thể săn mồi lớn hơn như linh dương và lợn rừng. Sói bờm thường sinh sản vào mùa xuân và mùa hè, và thời gian mang thai khoảng 60 đến 63 ngày. Một lứa thường có từ 2 đến 5 con. Sói bờm đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống, săn bắn không kiểm soát và sự tiếp xúc với con người. Nhiều nỗ lực bảo tồn đã được triển khai để bảo vệ sói bờm, bao gồm việc thiết lập các khu bảo tồn tự nhiên và các chương trình quản lý chặt chẽ. Loài động vật kỳ lạ thứ 8 trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến là linh dương Gerenuk. Linh dương Gerenuk, tên khoa học là Lithocranius walleri ha, là một loài linh dương sống ở khu vực đồng cỏ và sa mạc của Đông Phi. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về loài này. Linh dương Gerenuk có hình dáng đặc biệt với cổ và chân dài và một đầu nhỏ hẹp. Chúng có lông màu nâu hoặc xám, với bụng màu trắng và một dải màu sáng chạy dọc theo cạnh bên của cơ thể. Đặc điểm nổi bật nhất của Gerenuk là khả năng đứng trên hai chân sau để vươn cao lên những cành cây cao để ăn lá và chồi non. Linh dương Gerenuk chủ yếu được tìm thấy ở các khu vực đồng cỏ, rừng mở và sa mạc của Đông Phi, bao gồm các quốc gia như Kenya, Tanzania, Somalia và Ethiopia. Chúng thích sống ở các khu vực có cây bụi và cây cỏ, nơi mà chúng có thể tìm thấy thức ăn dễ dàng. Gerenuk thường sống thành nhóm nhỏ, thường là từ 2 đến 6 cá thể. Chúng là loài ăn thực vật, chủ yếu ăn lá, chồi non và hoa của các loại cây bụi và cây cỏ. Sinh sản của Gerenuk không có mùa cố định và thời gian mang thai kéo dài khoảng 6 đến 7 tháng. Một lứa thường sinh ra một con, nhưng cũng có thể là hai con. Linh dương Gerenuk hiện được xem là loài không bị đe dọa. Tuy nhiên, mất môi trường sống và săn bắn là các nguy cơ tiềm ẩn. Các khu vực bảo tồn tự nhiên và các biện pháp bảo vệ môi trường đã được triển khai để bảo vệ Gerenuk và các loài động vật khác sống trong cùng một môi trường sống. Linh dương Gerenuk là một loài động vật có hình dáng và hành vi đặc biệt, thích ứng với môi trường sống đồng cỏ và sa mạc của Đông Phi. Sự bảo tồn của chúng là quan trọng
để duy trì sự cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học trong khu vực này. Loài động vật kỳ lạ thứ 9 trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến là chim bắt ruồi Amazon. Chim bắt ruồi Amazon còn được gọi là Amazon Kingfisher hoặc Chloroceria Amazona tên khoa học, là một loài chim bắt ruồi lớn và rất đẹp, phân bố ở khu vực rừng nhiệt đới và đầm lầy ở Nam Mỹ, bao gồm cả khu vực Amazon. Chim bắt ruồi Amazon là một loài chim có kích thước lớn trong họ Alcedinidae, với chiều dài trung bình từ 28 đến 33cm. Chúng có bộ lông màu xanh dương pha trộn với trắng, đôi khi có một chút màu cam ở phần bụng. Các phần dưới cơ thể thường trắng hoặc hơi nâu, mỏ dài và mạnh mẽ, phù hợp để bắt cá và côn trùng. Phân bố và môi trường sống. Chim bắt ruồi Amazon thường sống gần các khu vực có nước như sông, hồ và đầm lầy trong rừng nhiệt đới của Nam Mỹ. Chúng thích sống ở các khu vực có cây bụi, cây cỏ và vùng rừng sậy, nơi chúng có thể dễ dàng săn mồi. Hành vi và sinh sản. Loài chim này chủ yếu săn mồi bằng cách nhảy xuống nước từ vị trí cao trên cành cây hoặc cây bụi, bắt cá và côn trùng trên mặt nước hoặc từ dưới mặt nước. Chim bắt ruồi Amazon thường là loài đơn độc, chỉ hiếm khi được nhìn thấy sống thành cặp. Thời gian sinh sản của chúng thường vào mùa mưa và tổ của chúng thường được xây dựng trong các hốc cây hoặc hang động gần nước. Mỗi lứa thường có từ 3 đến 6 quả trứng. Tình trạng bảo tồn. Chim bắt ruồi Amazon hiện không bị đe dọa nghiêm trọng và được xem là loài phổ biến trong khu vực sinh sống của chúng. Tuy nhiên, mất môi trường sống và nạn săn bắn có thể ảnh hưởng đến số lượng và phân bố của loài này. Chim bắt ruồi Amazon là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Nam Mỹ, đồng thời cũng là một trong những loài chim đẹp mắt và quan trọng trong khu vực này. Loài động vật kỳ lạ thứ 10 trong video này mà khám phá du lịch muốn nói đến là linh dương lưng vằn, Cephalophus zebra. Linh dương lưng vằn, zebra, là một loài linh dương nhỏ sinh sống chủ yếu ở các khu rừng và khu vực rừng mưa ẩm ở châu Phi. Linh dương lưng vằn có kích thước nhỏ, trọng lượng thường chỉ từ 15 đến 25 kg. Bộ lông của chúng có màu nâu hoặc nâu xám, với các vằn và sọc màu trắng hoặc vàng nhạt trải dài trên lưng và hai bên của cơ thể, tạo nên vẻ giống vằn trên lưng, từ đó có tên gọi lưng vằn. Chúng có tai dài và hẹp, mũi nhọn và đôi chân mảnh mai, phù hợp cho việc di chuyển linh hoạt trong môi trường rừng dày đặc. Linh dương lưng vằn phân bố ở các khu vực rừng ẩm ở châu Phi, bao gồm Angola, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Gabon, Nigeria, Uganda và Tanzania. Chúng thích sống ở các khu vực rừng núi ẩm hoặc rừng già nhiệt đới, nơi cung cấp một môi trường dày đặc và che phủ tốt, giúp chúng tránh sự săn bắn từ các thú săn mồi. Linh dương lưng vằn thường sống đơn lẻ hoặc sống trong các nhóm nhỏ. Chúng là loài ăn thực vật, ăn chủ yếu là lá, măng, trái cây và cỏ. Thời gian sinh sản của linh dương lưng vằn không cố định, nhưng thường rơi vào mùa mưa. Một lứa thường sinh ra một con, nhưng cũng có thể là hai con. Linh dương lưng vằn đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống, do sự phá rừng và sự giảm số lượng rừng nguyên sinh. Một số khu vực bảo tồn tự nhiên đã được thiết lập để bảo vệ loài này, nhưng vẫn cần có nhiều nỗ lực hơn trong việc bảo tồn và quản lý môi trường sống tự nhiên của chúng. Linh dương lưng vằn là một loài linh dương nhỏ đặc biệt, sinh sống chủ yếu ở khu rừng và rừng mưa ẩm của châu Phi, đang đối mặt với nguy cơ bảo tồn do mất môi trường sống. Việc bảo tồn chúng là rất quan trọng để duy trì sự đa dạng sinh học trong các khu vực rừng này. Bên trên là top 10 loài động vật kỳ lạ hiện còn sinh sống trên trái đất. Nhớ like, subscribe cho kênh của Khám phá Du lịch